Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các ngân hàng tung ra 250.000 tỷ đồng hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Thu ngân sách tăng 9,3%, nông nghiệp phát triển ổn định, xuất khẩu ước đạt 36,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ, nhập siêu trong tầm kiểm soát. Doanh nghiệp phát triển ấn tượng khi gần 12.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Việt Nam mở được trở lại thị trường nông sản, hải sản với Trung Quốc và mở ra một số tuyến mới về đường bộ, đường biển. Kinh tế xã hội Việt Nam trong tháng 2 được đánh giá có nhiều điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Trong bối cảnh mà dịch COVID-19 diễn ra nặng nề ở trên toàn cầu của chúng ta, thì cái thế giới nói chung chúng ta cũng cơ bản giữ được, không có cái mặt nào có thể xáo trộn lớn. Thì chúng ta nói là chúng ta muốn đặt một mục tiêu kép trong phát triển, vượt chống dịch tốt nhưng đồng thời phát triển kinh tế giữ được, thì đó là một cái sự cố gắng lớn của chính phủ, của các cấp các ngành mà tôi hôm nay cũng báo cáo ra với các đồng chí. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, do dịch COVID-19, tất cả các nền kinh tế lớn của thế giới đều bị ảnh hưởng. Doanh thu hàng không toàn cầu được dự báo là thiệt hại khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, du lịch thiệt hại khoảng 80 tỷ đô la Mỹ. Tâm lý bi quan khiến tất cả thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh. Đối với Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định dịch bệnh COVID-19 có tác động trước hết đến hàng không, dịch vụ, du lịch, tiếp đến là thương mại, đầu tư. Tốc độ tăng của nhiều ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó có ngành chế biến chế tạo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, nhập khẩu nguyên vật liệu, nhiều doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thiếu nguyên liệu, sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây là những vấn đề cần thảo luận để có những giải pháp tháo gỡ. Thủ tướng cho biết, chính phủ thấu hiểu và các cấp, các ngành phải thấu hiểu để có những biện pháp chỉ đạo sát hơn. Tôi thấy có một số cơ quan, các ông chí chưa tập trung chỉ đạo, chưa kịp tháo gỡ cho sản xuất, chưa thấu hiểu sản xuất khó khăn trong kinh doanh, mà cũng làm khơi khơi mấy việc rất bình thường. Hôm qua thì ngân hàng nhà nước đã công bố cái gói hỗ trợ 250.000 tỷ. 250.000 tỷ là tương đương với 10 tỷ đô la có tín dụng này, nhưng mà làm sao có thể đưa vào sản xuất kinh doanh sớm với lãi suất phù hợp trong bối cảnh COVID hiện nay, nó thuận lợi cho vấn đề này. Rồi hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận ban hành về cái chính sách tài khoá của chúng ta, nhất là giảm quản chậm nộp thuế, một số khoản thuế cũng như một số khoản thu lệ phí vân vân để tạo điều kiện sản xuất. Cũng tại phiên họp, nhiều địa phương cho biết đã lên các phương án linh động để đối phó với dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội cho biết 15 ngày nữa sẽ công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng lên phương án hỗ trợ doanh nghiệp, sẵn sàng cho xúc tiến đầu tư, quảng bá tuyên truyền du lịch an toàn để thu hút du khách. Sau phiên họp này, Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với COVID-19.